Xin chào mọi người. Vâng, như vậy là sau rất nhiều sự chờ đợi thì thế hệ thứ 8 của chiếc 911 Carrera S đã chính thức ra mắt tại triển lãm Los Angeles năm 2018. Và ngay bây giờ thì chiếc 911 Carrera S đang có mặt tại Bangkok Motor Show. Thế hệ thứ 8 này thì có khá những cái thay đổi ở bên ngoài. Cụ thể thì bây giờ mời quý vị các bạn cùng Bảo Duy sẽ cùng đi một vòng để xem chiếc 911 Carrera S này có những cái điểm gì đặc sắc, những cái gì nổi bật. Chiếc Porsche 911 Carrera S là một mẫu xe đã giành được rất nhiều tiếng vang ở trong những cái năm từ khi 911 bắt đầu xuất hiện ở trên thị trường, là một mẫu xe thương mại. Mẫu xe mà quý vị các bạn đang thấy ở đây có cái mã là 992 và đã 55 năm kể từ khi chiếc Porsche 911 đầu tiên ra đời thì thế hệ thứ 8 của dòng xe này mới chính thức được giới thiệu. Đây là một dấu mốc rất quan trọng đối với Porsche tại năm 2018 và tại Los Angeles Motor Show, là nơi để thực hiện đưa chiếc xe này tới ra mắt người tiêu dùng. Ở bên cạnh gian hàng của Porsche thì đang có một gian hàng sử dụng âm thanh để duyệt các chương trình, nên mong quý vị và các bạn hết sức thông cảm ạ. Cái phần thay đổi lớn nhất ở phần đầu xe của chiếc 911 Carrera S này đến từ cụm đèn pha. Vâng, vẫn lại là cụm đèn pha với 4 chấm ở xung quanh bi led ở chính giữa. Đó, các bạn có thể thấy không ạ? Chỉ cần nhìn từ xa thôi, 4 chấm này chính là 4 chấm đèn led định vị ban ngày đặc trưng của những mẫu Porsche thời điểm hiện tại. Những cái mẫu xe thế hệ mới của Porsche gần như đều được trang bị 4 chấm đèn led này. Duy sẽ tiến sát lại gần hơn để quý vị và các bạn có thể thấy được. Chiếc 911 Carrera S đang có ở đây là một mẫu xe có cái hiệu suất cao của Porsche và sở hữu một cái diện mạo bên ngoài cùng cái màu sơn màu vàng kỳ đẹp mắt. Đây, các bạn có thể nhìn gần lại hơn cái đèn pha để thấy được rằng cái công nghệ LED Matrix System. Cái công nghệ Matrix LED này là một trong những cái công nghệ nổi tiếng mà tất cả những cái mẫu xe hiệu suất cao hiện nay của Porsche gần như đều được trang bị. Đi cùng với cái mẫu xe 911 này thì Porsche cũng đã có những cái trang bị. Đây, những cái trang bị này là những cái trang bị mà quý khi các bạn mua xe các bạn hoàn toàn có thể tích để lựa chọn. Đây, bộ la răng đa chấu hình chữ Y. Bộ la răng này thật sự là một cái bộ la răng có được áp dụng rất nhiều ở trên những cái mẫu xe hiệu suất cao hiện nay. Rất nhiều chủ nhân đã lựa chọn cái mẫu la răng này, mẫu la răng 20 inch với cái màu như là màu nhôm được mạ tĩnh điện rất đẹp. Logo Porsche được làm dạng màu 2D cùng phanh màu đỏ. Đối với cả Porsche thì những cái màu vàng như thế này này, màu ghi này, màu đen, màu đỏ đều là những cái màu rất là đặc biệt của Porsche và tạo cho bất kỳ ai chỉ cần nhìn lướt qua thôi là thấy được cái sự ấn tượng rồi. Cụm đèn hậu mới, cụm đèn hậu cũng được làm mảnh và được nối liền với nhau bởi một dải đèn led màu đỏ. 4 ống xả. Cái tiếng ống xả của chiếc 911 Carrera S này nghe thôi là đã thấy rợn tóc gáy rồi, nó phê lắm ấy. Rất tiếc là chúng ta trong khuôn khổ triển lãm thì không thể thử cái tiếng ống xả này được.
cái giải đèn hậu mới của 911 Carrera S này được làm mô phỏng theo cái giải ánh sáng như trên chiếc Porsche Mission E. Cái cản phía dưới cũng được thiết kế tinh chỉnh lại với cái đường nét thiết kế mới. Còn để mà chúng ta nói về tổng thể thiết kế của 911 Carrera S có mặt ở đây ấy, thì thật sự là 911 đã là một mẫu xe biểu tượng của Porsche rồi. Vậy cho nên tất cả những cái đường nét thiết kế cơ bản, nguyên bản vẫn được giữ nguyên, chỉ có tinh chỉnh một số cái vị trí khác, ví dụ như là phần trang bị đèn pha, đèn hậu này, rồi là cái phần cản và vành, lốp cũng vậy, sẽ được tinh chỉnh. Và có một cái điểm đặc biệt nữa ở trên 911. Ngày trước ấy thì những cái thế hệ trước ấy thì thường thì phần bánh phía trước ấy thì sẽ là 19 inch, bánh sau là 20 inch. Nhưng mà ở trên phiên bản mới này, thế hệ mới, thế hệ thứ 8 này thì đằng trước là 20, còn phía sau thì sẽ được trang bị bộ la răng là 21 inch. Quý vị và các bạn có thể đó, bạn có thể nhìn thấy ở đây ạ. Đây chính là đèn phanh. Nhìn đúng là những mẫu xe khác biệt luôn luôn tạo cho chúng ta những cái thiết kế, những cái trang bị phải nói là vô cùng ấn tượng. Ngay cả đến cái phần cảnh báo điểm mù ở trên gương của chiếc 911 này cũng có những cái sự khác biệt này. Nó là 3 chấm. Đó. Rồi hệ thống camera 360 độ. Và chúng ta sẽ cùng tiến vào bên trong cái khoang nội thất của chiếc xe này. Xe được trang bị toàn bộ là hệ thống loa Bose. Hệ thống loa Bose là cái hệ thống loa gần như là mọi cái mẫu xe Porsche, khi mà khách hàng lựa chọn cao nhất sẽ đều được trang bị hệ thống loa Bose. Nhưng mà thực ra là để nói vậy thôi, chứ còn nếu như mà để chúng ta xét về cái hệ thống âm thanh ở trên một cái mẫu xe hiệu suất cao như là 911 hay những cái mẫu xe của Porsche ấy, thì âm thanh không phải, cái hệ thống âm thanh không phải là cái thứ giá trị và gây cho chúng ta sự thích thú. Sự thích thú của những mẫu xe Porsche chính là ở cảm giác lái, ở động cơ và những cái thứ âm thanh đẩy ra từ cái ống xả, từ tiếng động cơ. Nó mê hoặc bất kỳ ai ngồi lên cầm lái, đặt chân vào chân ga và đạp ga. Ngay cả cái tiếng đê nổ khi chúng ta khởi động cũng vậy. Nó mê hoặc ngay chúng ta ngay từ những cái giây phút đầu tiên. Có một đặc điểm của Porsche như các bạn cũng đã biết ấy, thì là phần chìa khóa luôn luôn sẽ nằm ở bên tay trái. Đó. Nhưng mà ngày nay thì Porsche đã làm một cái chìa khóa giả ở đây để chúng ta có thể khởi động và chúng ta chỉ cần đeo chìa khóa vào người thôi. Trước đây thì có rất nhiều ý kiến cho rằng tại sao mẫu xe đắt tiền như Porsche lại luôn luôn phải cắm chìa khóa vào ổ và vặn nổ để nổ khởi động. Đây chính là câu trả lời. Nhưng mà cá nhân Duy thì Duy vẫn rất thích cái chìa khóa của Porsche. Và Duy vẫn thích rằng nếu như được thì mỗi lần vào xe chúng ta cầm cái chìa khóa đó, cái mô hình của cả một chiếc xe, chúng ta tra vào ổ, chúng ta để nổ, nó là một cái cảm giác gì đó cực kỳ thích thú. Và nó tạo cho chúng ta cái chất rất là riêng. Nó không giống bất kỳ một cái mẫu xe nào cả. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến sâu hơn nhé. Rồi chúng ta sẽ ngồi vào. Đối với những cái mẫu xe như này Loan thì cái cách mà chúng ta vào vị trí ghế lái nó cũng sẽ đặc biệt một chút. Tất cả những mẫu xe thể thao cũng vậy, chúng ta sẽ đưa cái phần mông vào, sau đó sẽ đưa chân vào sau. Thật tiếc khi chiếc mà Duy đang ngồi trải nghiệm ngày hôm nay không được trang bị cái gói Sport Chrono, cái gói Sport Package ấy. Ở đây chúng ta sẽ có một cái núm xoay. Cái gói Sport Package đấy là một cái thứ mà sẽ khiến tất cả những ai kích hoạt sử dụng rồi mê không thể nào dứt được, mê như là mê heroin, như là thuốc phiện vậy.
nó khiến cho chúng ta đạt được những cái đỉnh cao của sử dụng hết cái chức năng, cái công suất của những khối động cơ ở trên những mẫu xe Porsche. Chúng ta sẽ có 20 giây để tăng tốc cực nhanh. Đây, các bạn có thể quan sát kỹ hơn cái phần bảng đồng hồ của 911 Carrera S thế hệ thứ 8. Trước đây ở trên những cái mẫu Porsche thì luôn luôn họ giữ được một cái bản sắc rất là riêng khi mà sử dụng 5 cái vòng tròn để làm đồng hồ phía sau vô lăng. Và ngày nay thì họ đã biến đổi thành hai bên là màn hình hiển thị LCD, còn ở giữa thì là đồng hồ cơ. Các bạn có thể thấy đó. Đối với Duy thì Duy luôn luôn dành một cái tình cảm rất đặc biệt đối với cả những mẫu xe nhà Porsche. Bởi vì khi đã trải nghiệm những mẫu xe nhà Porsche rồi thì chúng ta khó lòng mà có thể quên được lắm. Cái cảm giác đó rất khó lòng để có thể quên được. Ở chính giữa của 911 Carrera S thì đã có xuất hiện cái màn hình hiển thị trung tâm ở đây 10,9 inch. Và cái kiểu thiết kế bảng táp lô mới này cũng được lấy cảm hứng từ những cái mẫu 911 thế hệ trước. Nó góc cạnh, nó sắc bén và những cái đường nét ở đây. Ở đây các bạn có thể thấy này, cái phần này nó giống, rất giống như là những cái họa tiết sợi carbon. Nó rất đẹp. Ở đây này, các cái nút chế độ này, quét này, sport này, rồi tắt cân bằng điện tử này, rồi điều chỉnh cái hệ thống treo này. Các cái phím bấm này bây giờ cũng được làm rất là tinh. Có cái phần khứa cắt kim cương ở đây, chúng ta sờ và chúng ta cảm nhận được rất là thích tay. Ở dưới này là cửa gió điều hòa. Rồi màn hình điều hòa ở đây. Đối với cả chiếc Carrera thế hệ thứ 8, Carrera S thế hệ thứ 8 này thì cái phần động cơ thì sẽ được cải tiến từ cái động cơ twin turbocharged 3.0 lít 6 xi lanh. Đó, và sẽ đi cùng với cả cái hộp số là hai là hộp số tay 7 cấp hoặc hộp số tay 8 cấp đến từ ZF. Và trước đây ấy thì cái hộp số ly hợp kép 8 cấp đời mới này của ZF ấy sẽ là thay thế cho cái thế hệ trước đây là hộp số PDK đã quá nổi tiếng của Porsche rồi. Nhưng mà Duy thích cái cần số trước đây của Porsche hơn. Cái hộp số của ZF này, cái việc thiết kế cần số này nhìn nó cũng nhỏ nhắn mỏng manh. Nó không, thật sự là Duy chưa cảm thấy nó phù hợp với cả một chiếc xe thể thao như 911. Và cái khối động cơ 3.0 lít 6 xi lanh này cũng được tăng sức mạnh. Đó, tăng sức mạnh lên tới 450 mã lực. Đó, và đời trước là 420 mã lực. Để nói về cái thiết kế của 911 ấy thì cái phần ghế đây các bạn có thể thấy này. Đó, phần thiết kế của ghế rất là thể thao và ôm người. Còn cái phần ghế đằng sau này chỉ cho trẻ nhỏ ngồi thôi các bạn ơi. Chúng ta không thể nào mà ngồi đây được đâu, nên Duy cũng không thử cái vị trí đằng sau này nữa. Đây, lấy chuyển số sau vô lăng này. Đó, các bạn thử nhìn này, cái đồng hồ này đẹp cực luôn. Không có chìa khóa rồi. Rồi bây giờ mời các bạn chúng ta cùng vòng ra bên ngoài để nhìn ngắm lại một lần nữa cái mẫu xe 911 Carrera S này nhá.